đại diện các thầy cô nhóm toán chính gửi đến các em cái file video ôn tập. Xin mời các em. Đầu tiên, cái phần đầu tiên đó là chúng ta giải phương trình và hệ phương trình. Thì ở trong cái phần này thì chúng ta có hai phương pháp, đó là giải bằng phương pháp thế, phương pháp cộng. Chúng ta có thể xem lại trong sách giáo khoa trang 18, 13. Chúng ta bước vào giải bài. Thì có hai bài, chúng ta sẽ bước vào câu A trước. Thì câu A, giải hệ phương trình x trừ 2y bằng 1, và phương trình thứ hai 2x cộng 3y bằng 16. Thì để giải hệ phương trình này, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp thế. Đầu tiên là chúng ta chọn một phương trình có hệ số đơn giản trong hệ để chúng ta tính ẩn này theo ẩn kia. Thì đầu tiên thầy chọn cái phương trình thứ nhất đơn giản, đó là x trừ 2y bằng 1. Thì thầy sẽ tính x sẽ bằng 2y cộng 1. Sau đó thầy thế vào phương trình thứ hai. Thì chỗ nào là x thì thầy thế bởi 2y cộng 1. Thì thầy sẽ có phương trình thứ hai là 2 nhân cho mở ngoặc 2y cộng 1 đóng ngoặc cộng 3y bằng 16. Thì thầy sẽ có được cái phương trình thứ hai, lúc này chỉ chữ biến y, chúng ta khai triển và thu gọn thì chúng ta sẽ được là 7y bằng 14. Còn phương trình thứ nhất thì ta vẫn giữ nguyên. Từ cái phương trình thứ hai là 7y bằng 14, chúng ta tính ra được y bằng 2 và thế. Ta có được y bằng 2 và ta thế lên cái phương trình thứ nhất, đó là x sẽ bằng 2 nhân 2 cộng 1 bằng 5. Vậy chúng ta sẽ có nghiệm của hệ phương trình là 52. Bước qua cái phương trình B là 3x trừ 2y bằng 5 và 2x cộng 3y bằng 12. Chúng ta sẽ giải hệ phương trình này bằng phương pháp cộng. Thì đầu tiên đó là chúng ta chọn ra một ẩn và ta biến đổi các hệ số của nó trở thành những số đối nhau. Thì trong đây thầy sẽ chọn ra ẩn y bởi vì nó đã có sẵn những cái dấu, đó là dấu trừ, dấu cộng đối nhau. Thì như vậy thầy sẽ biến đổi hệ số trừ 2 trong phương trình thứ nhất của ẩn y và cộng 3 ở phương trình thứ hai của ẩn y thành hai số đối nhau. Thì đó chính là ta đi tìm bội chung nhỏ nhất của trừ 2 và cộng 3. Thì lúc này chúng ta sẽ trở về năm lớp 6 để mà tìm. Còn không thì chúng ta hãy suy nghĩ nhẩm là tìm một con số nào đó nhỏ nhất chia hết cho cả 2 và 3, thì đó là 6. Như vậy để từ 2 biến đổi thành 6 trừ 6 thì chúng ta sẽ nhân hai vế này cho 3. Còn ở dưới 3 muốn chuyển đổi thành là cộng 6 thì ta phải nhân hai vế này cho 2. Tiến hành nhân hai vế của hai phương trình trong hệ thì chúng ta lần lượt được 9x trừ 6y bằng 15. Phương trình thứ hai là 4x cộng 6y bằng 24. Cộng vế với vế, trừ 6y cộng 6y hết, ta ra được 9x cộng 4y ra 13x bằng 39. Còn cái phương trình thứ hai thì chúng ta sẽ chọn một cái phương trình nào đó đơn giản nhất trong hệ phương trình đã cho. Thì ở đây thầy chọn là 2x cộng 3y bằng 12. Từ phương trình thứ nhất của hệ 13x bằng 39, thầy tính ra được x bằng 3. Sau đó thầy thế vào phương trình thứ hai, 2 nhân 3 cộng 3y bằng 12, và thầy tính ra được y bằng 2. Vậy ta kết luận hệ phương trình có nghiệm là 3.2. Tiếp tục, ta qua phần B, đó là giải phương trình. Mời các em xem. Phương trình đầu tiên đó là x bình phương trừ 3x cộng 2 bằng 0. Thì phương trình này có các hệ số ABC, A là bằng 1, B là bằng trừ 3, C là bằng 2. Ta thấy nó rơi vào cái dạng đặc biệt, đó là A cộng B cộng C bằng 0. Nên phương trình có hai nghiệm x1 bằng 1 và x2 bằng C trên A là 2 trên 1 bằng 2. Bước qua phương trình thứ hai, ta có phương trình là thứ hai là 5x bình phương trừ 2x trừ 7 bằng 0.
có hệ số A bằng 5, B bằng trừ 2 và C bằng trừ 7 cũng rơi vào dạng đặc biệt A trừ B cộng C bằng 0. 5 nè, trừ của trừ 2 là cộng 2 ra 7, cộng cho trừ 7 bằng 0. Nên phương trình cũng có hai nghiệm phân biệt x1 bằng trừ 1 và x2 bằng trừ C trên A, thế số vào là bằng 7 phần 5. Ta bước qua phương trình thứ 3, đó là x bình phương trừ 2 x trừ 15 bằng 0, thì nó không có rơi vào dạng A cộng B cộng C bằng 0 hay là A trừ B cộng C bằng 0. Thì chúng ta sẽ giải bằng delta, đó là ta tính biệt thức delta bởi B bình phương trừ 4AC. Thế số vào thì chúng ta tính ra được delta bằng 64 lớn hơn 0, nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ B cộng căn delta trên 2A, thế số vào chúng ta tính ra được là nghiệm thứ nhất là 5. Và tương tự như vậy, chúng ta tính ra nghiệm thứ hai bằng trừ 3. Mời các em xem tiếp. Thì chúng ta đi qua cái dạng thứ hai, đó là đồ thị hàm số và giao điểm của parabol pi với đường thẳng D. Thì bước vào câu A thì chúng ta thường xuyên ôm trong các đề mà thầy cô đã dạy tăng cường hoặc là dạy trên lớp. Thì đầu tiên là thầy nhắc nhở đến mấy con cái vẽ đồ thị parabol pi y bằng x bình phương trên 4 và d y bằng x phần 2 cộng 2. Cộng 2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Thì đầu tiên là chúng ta đi tìm tập xác định là R. Bảng giá trị thì chúng ta lập hai bảng giá trị. Bảng giá trị của parabol pi thì có 5 cột, không tính cái cột đầu tiên ha, 5 cột giá trị. Và thông thường ta lập cái cột số 0 ở giữa và các giá trị còn lại đối xứng với nhau qua 0. Đó là x nha. Còn y thì ta cứ việc thế x vào ta tính ra. Còn bảng giá trị của đường thẳng D thì thông thường nó có hai cột giá trị. Rồi. Thì chúng ta chọn những cột giá trị sao cho dễ tính. Chúng ta tính và chúng ta thiết lập tọa độ điểm, sau đó chúng ta vẽ đồ thị ra. Thì cái này dễ, rất là dễ và chúng ta đã làm nhiều lần rồi. Cho nên là chúng ta có thể là thầy có thể là qua lẹ cái bước này, tụi con có thể xem lại. Và có gì không hiểu thì hỏi là giáo viên bộ môn trên lớp mình. Mời tụi con tiếp tục. Tìm tọa độ giao điểm parabol pi bằng pi và d bằng phép toán. Thì đầu tiên là chúng ta thiết lập phương trình hoành độ giao điểm. Ta cho x bình phương trên 4 bằng x trên 2 cộng 2. Ta chuyển vế qua, sử dụng phương pháp chuyển vế để chúng ta đưa về dạng chuẩn, đó là x bình phương trên 4 trừ x trên 2 trừ 2 bằng 0. Ta sử dụng máy tính giải phương trình, ta được x1 bằng trừ 2 và x2 bằng 4. Sau đó chúng ta thay hai cái giá trị này vào đường thẳng D. X1 thì thay vào D ta tính ra được y1 tương ứng là 1. X2 thay vào D thì ta tính ra được y2 tương ứng là 4. Xin lỗi, x2 là 4, ta thế vào D thì ta tính ra được y2 tương ứng là 4. Vậy từ x1 và y1 ta kết luận được một tọa độ điểm. Kết hợp x2 với y2 ta kết luận tọa độ điểm thứ hai. Vậy tọa độ giao điểm của hai của B và D là trừ 2, 1 và 4, 4. Mời tụi con xem tiếp. Chúng ta bước qua phần thứ ba, đó là hệ thức VS. Không giải phương trình x bình phương trừ 2 x trừ 5 bằng 0, chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Thì cách thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng delta. Cách thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái dấu hiệu AC trái dấu. AC, A nhân C là bằng 1 nhân trừ 5 là bé hơn 0, nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2. Bước qua câu B, người ta yêu cầu chúng ta tính tổng S và tích Pi của hai nghiệm phương trình trên. Vì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 theo hệ thức VS, ta có được S bằng x1 cộng x2 bằng trừ B trên A, là ta thế số vào
là trừ của trừ 2 trên 1 bằng 2, pi là bằng x1 nhân x2 bằng c trên a. Thế số vào ta tính pi được trừ 5. Bây giờ chúng ta bước vào tính những cái giá trị biểu thức. Sau đây thầy giới thiệu tụi con ba biểu thức mà chắc chắn rằng trong lớp tụi con đã biết qua rồi. Tính giá trị biểu thức x1 bình phương cộng x2 bình phương thì trên lớp chúng ta đã học được cái công thức thế trực tiếp luôn, nó là bằng s bình trừ 2pi. Thế s bởi 2 và thế pi bởi trừ 5 thì chúng ta có được 2 bình phương trừ 2 nhân cho trừ 5 thì ta tính ra được 14. X1 lập phương cộng x2 lập phương thì nó bằng x1 cộng x2 tất cả lập trừ 3 lần x1 nhân x2 nhân cho x1 cộng x2 trong ngoặc là bằng s lập trừ 3 lần pi s. Thế s và pi vào chúng ta tính ra được giá trị tương ứng là 38. Biểu thức thứ 3, x1 lý thừa 4 cộng x2 lý thừa 4 thì chúng ta có được cái chứng minh rút gọn như trên, đó là bằng x1 bình phương cộng x2 bình phương tất cả trong ngoặc tất cả bình phương trừ cho 2 lần x1 bình phương nhân x2 bình phương thì nó sẽ bằng s bình trừ 2pi trong ngoặc tất cả bình trừ cho 2pi bình. Thế số vào chúng ta tính ra được giá trị tương ứng là 146. Chúng ta bước qua phần thứ tư, đó là giải bài toán đố bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình. Mời tụi con xem. Bài toán đầu tiên, đó là một người mang một xấp tiền 20 tờ gồm hai loại 100.000 đồng và 200.000 đồng đi siêu thị. Sau khi thanh toán hóa đơn 2.650.000 đồng, người đó kiểm tra thấy số tiền còn thừa lại trong túi là 150.000 đồng. Hỏi khi đi, người đó mang theo bao nhiêu tờ mỗi loại? Thì để giải bài toán này, chúng ta nhớ lại các bước giải của nó như sau. Nó gồm có 3 bước. Bước thứ nhất, lập phương trình và hệ phương trình, gồm có 3 ý. Chọn ẩn, đặt điều kiện, đơn vị nếu có của các ẩn. Biểu diễn các đại lượng khác qua ẩn. Tìm mối liên hệ giữa các đại lượng để lập phương trình và hệ phương trình. Bước thứ hai là chúng ta giải hệ phương trình có được từ trên. Bước thứ ba, chọn nghiệm thỏa điều kiện và trả lời. Chúng ta bước vào bài toán cụ thể. Cách giải cụ thể như sau. Gọi X và Y là số tờ tiền hai loại 100.000 đồng và 200.000 đồng. XY thuộc N sao? Bởi vì XY là đếm được, thì chúng ta cho nó có điều kiện là N sao. Và cả hai loại này có 20 tờ. Thì như vậy X Y này phải nhỏ hơn 20. Vì sắp tiền, tờ tiền này có 20 tờ loại 100.000 đồng và 200.000 đồng mà chúng ta đã gọi loại 100.000 đồng là X tờ, loại 200.000 đồng là Y tờ. Như vậy chúng ta có được phương trình thứ nhất X cộng Y bằng 20. Sau khi thanh toán hóa đơn 2.650.000 đồng thì thừa lại trong túi là 150.000 đồng. Nên chúng ta có được cái phương trình độc thứ hai, 100.000 đồng nhân cho x tờ cộng cho 200.000 đồng nhân cho y tờ thì bằng 2.650 đồng và cộng thêm cái tiền thừa trong túi này nữa 150.000 đồng. Thì từ 1 và 2 chúng ta có hệ phương trình, thì ở đây trong cái phương trình thứ hai này thầy đã rút gọn luôn, đó là thầy đem hai vế này đem chia cho 100.000 đồng, 100.000 thì chúng ta sẽ ra được là x cộng 2y bằng 28. Thì chúng ta có được hệ phương trình thứ hai như trên. Chúng ta sử dụng máy tính để giải hệ phương trình thì chúng ta được x bằng 12 và y bằng 8. So sánh với điều kiện thì chúng ta thấy nó đều thỏa điều kiện và chúng ta nhận kết luận. Vậy loại 100.000 đồng có 12 tờ và loại 200.000 đồng có 8 tờ. Chào tụi con, chúng ta lại gặp nhau tiếp tục qua cái phần 4 này. Thì mời tụi con coi đề bài. Một xe lửa đi từ Hà Nội đến Bình Sơn, Quảng Ngãi. Sau đó 1 giờ, một xe lửa khác đi từ Bình Sơn ra Hà Nội với vận tốc lớn hơn. Vận tốc của xe lửa thứ nhất là 5 km/h. Hai xe gặp nhau tại một ga chính giữa quãng đường. Tìm vận tốc mỗi xe. Biết rằng quãng đường từ Hà Nội đến Bình Sơn dài 900 km. Thì tương tự giống như bài toán giải bài toán đố bằng cách lập hệ phương trình thì bài toán đố giải phương trình này bằng cách giải phương trình này cũng có 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta lập phương trình
Thì trong đây có ba ý, đó là chúng ta đặt ẩn, đơn vị và định vị của ẩn. Dựa vào các mối liên hệ của ẩn, chúng ta sẽ tiến hành biểu diễn các đại lượng khác qua ẩn và tiến hành lập phương trình. Bước thứ hai, đó là chúng ta sẽ giải phương trình. Bước thứ ba là chúng ta sẽ chọn giá trị của ẩn, thỏa mãn điều kiện và kết luận. Bây giờ mời các con xem bài giải. Thì hai xe gặp nhau ở chính giữa quãng đường, mà quãng đường đã biết là 900 km, và chính giữa của nó là lấy 900 chia 2 là 450. Nếu bây giờ ta gọi, đề bài nó hỏi chúng ta là tìm vận tốc mỗi xe, thì chúng ta sẽ gọi cái gì mà đề bài hỏi là x. Gọi vận tốc xe lửa 1 đi từ Hà Nội đến Bình Sơn là x, đơn vị là km/h, điều kiện x lớn 0, tụi con phải nhớ cái đơn vị này ha, và điều kiện. Rồi, còn vận tốc của xe lửa thứ hai đi từ Bình Sơn ra Hà Nội thì đề bài nó cho lớn hơn 5, và lớn hơn cái xe lửa 1 5 km, thì chúng ta sẽ có là x cộng 5 km/h. Ta đã biết là quãng đường của hai xe là đều là 450, và ta đã đặt ẩn biểu diễn các vận tốc qua ẩn. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy quãng đường đem chia cho vận tốc thì chúng ta ra thời gian. Từ đó chúng ta ra thực thời gian xe lửa thứ nhất đi đến chỗ gặp nhau là lấy quãng đường 450 đem chia cho vận tốc. Tương tự như vậy cho thời gian của xe lửa thứ hai là 450 chia cho vận tốc là x cộng 5. Mà ta đọc kỹ đề bài thì một xe lửa thứ nhất đi từ Hà Nội đến Bình Sơn, sau đó một giờ, sau đó một giờ thì xe lửa thứ hai đi từ Bình Sơn ra Hà Nội. Thì như vậy là ta thấy thời gian của xe lửa thứ hai đi ít hơn thời gian của xe lửa thứ nhất. Dựa vào đó chúng ta có phương trình. Thời gian xe lửa thứ nhất là 450 chia cho x. Thời gian xe lửa thứ hai là 450 chia cho x cộng 5. Ít hơn 1 giờ thì ta lấy thời gian xe lửa thứ hai cộng cho 1 giờ sẽ bằng thời gian xe lửa thứ nhất. Quy đồng và cử mẫu, cái này là chúng ta đã học giải phương trình chứa ẩn với mẫu ở chương trình lớp 8. Thì chúng ta có thể là giải cách thoải mái ha, là chúng ta quy đồng mẫu và cử mẫu thì chúng ta ra được cái này. Mẫu thức chung của nó là x nhân x cộng 5 đó, chúng ta quy đồng mẫu thì ra, và cử mẫu thì ra phương trình này. Ta khai triển và rút gọn thì chúng ta trở về cái dạng phương trình bậc 2 mà chúng ta đã học, đó là trừ x bình phương trừ 5x cộng 2250 bằng 0. Thì chúng ta sẽ nhờ máy tính bấm máy để chúng ta đón nhận nghiệm của nó. Còn con nào xiên thì có thể giải ngoài giấy nháp không nhỉ, cũng được. Như vậy là giải phương trình thì ta được là x1 bằng 45 và x2 bằng trừ 50. Ở đây thầy nhắc lại là chúng ta sử dụng máy tính không vậy để mà giải cũng được, nhưng mà chúng ta phải ghi là giải phương trình ta có. Chứ nhiều em sử dụng dấu suy ra thì gặp giám khảo người ta có thể là đồng ý hoặc không đồng ý, và như vậy ảnh hưởng đến thang điểm của các em. Rồi sau khi chúng ta giải ra được x1 bằng 45 so với điều kiện x lớn hơn 0 ta nhận, còn x trừ 50 thì không có thỏa mãn điều kiện, người ta loại. Từ đó ta kết luận rằng vận tốc của xe lửa thứ nhất là 45 km/h, còn vận tốc xe lửa thứ hai là lấy vận tốc xe lửa thứ nhất cộng cho 5 thì ra 50 km/h. Như vậy chúng ta đã xong được bài này trong dạng 4. Mời các em đi qua dạng 5. Thì dạng 5 đó là về chu vi đường tròn, độ dài cung tròn, diện tích hình tròn và diện tích hình quạt tròn. Mời tụi con xem vào cái công thức, các công thức mà mình đã học. Rồi, đây là các công thức. Thì như vậy, chúng ta kiểm xem chúng ta đã nhớ được các công thức này như thế nào, thì mời tụi con qua hai cái phần bài toán này. Bài toán thứ nhất, thì các bài toán này thầy cũng lấy trong sách giáo khoa mà thôi. Một máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh sau có đường kính là 1,672 m và bánh trước có đường kính là 0,88 cm. Hỏi bánh sau khi lăn được 10 vòng thì bánh trước lăn được mấy vòng? Thì như vậy là chúng ta thấy là hai bài toán này không có cùng đơn vị. Việc đầu tiên là chúng ta phải đổi về cùng đơn vị. Rồi, và chúng ta lưu ý là muốn biết được bánh sau lăn 10 vòng thì chúng ta phải qua lăn được mấy vòng.
thì chúng ta phải biết được là cái quãng đường của ánh sao lăn được là bao nhiêu. Mà muốn biết như vậy thì ta thấy rằng trong cùng chiếc xe bánh trước mà nó lăn mấy vòng đó, thì từ cái số vòng này ra ta tính nó ra là cái quãng đường của bánh sao lăn được, thì lúc đó quãng đường của bánh trước cũng phải lăn là nhiêu đó. Như vậy muốn đi tìm quãng đường của bánh sao lăn được là chúng ta sẽ lấy cái đường kính, à ta đi tìm cái chu vi của bánh sao, và cứ một vòng là ta đã đi được một chu vi của bánh sao. Như vậy đi 10 vòng thì ta nhân lên gấp 10 lần. Mời tụi con xem bài giải. Quãng đường bánh lớn đã đi, à thì đầu tiên là chúng ta đổi 1,672m này ra là 167,2cm. Thì như vậy ta lấy cái đường kính của nó, ta nhân cho pi, thì ta sử dụng công thức chu vi đó dp, rồi nhân cho 10 là có nghĩa là ta nhân cho 10 vòng thì ra được cái quãng đường mà bánh sao đã đi là 1672cm. Rồi bây giờ muốn biết coi quãng đường bánh trước đã lăn bao nhiêu vòng thì chúng ta lại lấy cái quãng đường đi này, ta đem cho chu vi của bánh sao. Không vậy mà chu vi bánh sao có đường kính là 88cm nhân cho pi là bằng 88 pi. Như vậy chúng ta có thể lấy 1672 pi đem chia cho 88 pi thì ra 19 vòng. Rồi mời tụi con bước qua bài số 2. Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB bằng 40m và AD bằng 30m. Người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc vườn A và B, có hai cách buộc, mỗi dây thừng đều là 20m. Trường hợp thứ hai là một dây thừng dài 30 và một dây thừng dài 10m. Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà hai con dê có thể ăn được là nhiều hơn. Để mà bài này dễ làm hơn thì thầy vẽ hình. Không vậy? Các con có phải vẽ hình cô đọng lại. Thì đây là trường hợp thứ nhất là mỗi cái dây thừng, đây mỗi cái dây thừng AC này là bằng 20, dây thừng từ tâm B đến đây là 20. Rồi ở trường hợp thứ hai là một dây 30, từ tâm B đến đầu C là 30, nhìn qua bên đây bằng 30 em. Rồi còn dây thừng thứ hai là 10, là từ đây đến đây 10. Thì chúng ta vẽ ra thì chúng ta thấy rằng cái diện tích cỏ của hai con dê ăn được trong trường hợp thứ nhất đó là 2/1/4 của cái hình tròn mà có bán kính là AC tâm A. Rồi bên đây là bán kính là cũng là 20m, tâm là B. Còn trong trường hợp thứ hai thì đó là cái phần diện tích cỏ mà hai con dê có thể ăn được nhiều nhất, đó là 2/1/4 đường hình tròn, bán kính tâm A. Tâm A có bán kính là 10m, còn đây là tâm B có bán kính BC bằng 30m. Thì nhìn vào trực giác thì chúng ta thấy rằng cái hình, cái trường hợp thứ hai diện tích ăn cỏ nó nhiều hơn. Như vậy, nhưng mà chúng ta không có thể nào nói như vậy, chúng ta phải tính toán nó ra. Mời tụi con xem bài giải. Đầu tiên, với cái cách buộc mỗi dây thừng 20m thì số cỏ hai con dê có thể ăn được nhiều nhất là, như vậy là ta tính hai phần này là diện tích hình quạt. Diện tích hình quạt thì bằng pi nhân cho r bình phương nhân cho số đo của cung tròn này. Mà chúng ta biết rằng là con dê nó ăn thì như vậy ăn cái cung tròn này, nó đi từ đầu dây này đến đầu dây này, thì như vậy cái góc này chính là bằng 90 độ, vậy cái cung tròn này là có số đo là 90. Như vậy là pi nhân r bình phương là diện tích của hình tròn rồi nhân cho 90 độ là diện tích của cung tròn, nhưng mà ta nhớ là phải chia cho 360 độ. Rồi nhân cho 2 có nghĩa là do hai con dê này ăn, thì ta rút gọn ta được là 200 pi. Với cái cách buộc một dây dài 30m và dây kia 10m thì diện tích cỏ hai con dê ăn là bao nhiêu, thì ta tính diện tích của hai cái hình quạt này. Hình quạt thứ nhất là pi r1 bình phương nhân cho 90 độ chia cho 360 độ. Và diện tích hình quạt thứ hai là pi nhân cho r2 bình phương nhân 90 độ chia 360 độ.
Thì R1 có bán kính là 10 thế vô, R2 có bán kính là 30 thế vô. Thì chúng ta tính toán được là tính toán và rút gọn được thì nó bằng 250 pi mét vuông. Rồi ta so sánh giữa 250 pi mét vuông với là 200 pi mét vuông thì rõ ràng 250 pi mét vuông lớn hơn. Vậy với cái cách buộc một dây 30 mét và một dây 10 mét thì diện tích cỏ hai con dê có thể ăn là lớn hơn. Ở đây có thể nha, đề bài nó hỏi có thể. Vì sao vậy? Vì nếu mà ta buộc hai con dê này bị bệnh thì nó đâu ăn đâu. À như vậy là chúng ta phải dùng cái từ là có thể. Hoặc nó lo mãi chơi nó cũng không ăn nữa, cho nên nhấn mạnh là có thể nha. Rồi, mời tụi con bước qua phần kế tiếp. Phần 6, hình học không gian, hình trụ. Mời tụi con xem lại công thức. Diện tích xung quanh là bằng chu vi đáy nhân cho chiều cao, hay là thế thẳng vào chu vi đáy là bằng 2πr nhân cho h. Còn diện tích toàn phần là bằng diện tích xung quanh cộng cho hai lần diện tích đáy, đúng không vậy? Rồi. Còn thể tích thì bằng là diện tích đáy nhân cho chiều cao. Đó là các công thức mà chúng ta đã học. Bây giờ chúng ta bước vào bài toán. Người ta nhấn chìm hoàn toàn một tượng đá nhỏ và một lọ thủy tinh có dạng nước hình trụ. Diện tích đáy lọ thủy tinh là 12,8 cm². Nước trong lọ dâng lên là 8,5. Hỏi thể tích tượng đá là bao nhiêu? Tượng đá trong đây hình ảnh đó là con rùa. Và khi bỏ con rùa này vào thì lượng nước dâng lên là 8,5 mm. À, như vậy muốn tính thể tích của con rùa này thì chính là cái phần thể tích của hình trụ. Nói vậy có đáy là bằng 12,8 cm² này, và cái chiều cao chính là cái thể tích nước dâng lên là 8,5 mm. À, mời tụi con xem bài giải. Đầu tiên chúng ta phải đổi về cùng đơn vị là 8,5 mm là bằng 0,85 cm. Sau đó ta lấy 0,85 cm này ta nhân cho diện tích đáy thì ra cái phần thể tích của cái phần nước dâng lên thêm, đó chính là thể tích của tượng đá nhỏ. Mời tụi con xem bài thứ hai. Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở miền nam nước Pháp có dạng hình trụ. Độ dài đường ống là 30 m, dung tích đường ống là 1.800.000 lít. Tính diện tích mặt đáy của đường ống là cái phần này đây. Thì như vậy chúng ta phải đổi 1.800.000 lít này ra mét khối, vì đề bài nó cho độ dài là mét khối. Em xin lỗi là mét thì ta đổi là mét khối. Thì ta biết rằng là 1 lít là bằng 1 dm khối. Vậy 1.800.000 lít là bằng 1.800.000 dm khối. Thì chúng ta đổi nó ra mét khối là bằng 1.800 mét khối. Rồi, như vậy lúc này chúng ta có thể tích hình trụ này là 1.800 mét khối, mà diện tích mặt đáy này, xin lỗi, cái chiều cao này là 30. Vậy chúng ta có thể tính diện tích mặt đáy là chúng ta lấy thể tích đem chia cho chiều cao thì ra là 60 mét vuông. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong phần diện tích hình trụ. Mời tụi con xem phần kế bên. Mời tụi con xem đề bài. Thì cái bài toán này cũng rất ư là quen thuộc đối với tụi con trong kỳ thi giữa kỳ 2 vừa qua, và bảo đảm rằng thầy cô ở mỗi lớp đều có dạy cho tụi con những bài giảng như thế này. Ngày hôm nay thầy ôn lại để mà cho tụi con nắm chắc lại để bước vào kỳ thi chúng ta tự tin về cái dạng bài toán hình học này. Và đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành vẽ hình. Cho tam giác nhỏ, tam giác nhỏ là tam giác có 3 góc nhỏ. AB nhỏ AC, tụi con chú ý vẽ nhỏ hơn. Nối tiếp đường tròn O. Rồi. Có 3 đường cao AD, BE và CE cắt nhau tại H, rồi chúng ta vẽ ra. Chứng minh tứ giác BCEF nối tiếp, xác định tâm Y của đường tròn ngoại tiếp tứ giác này. Và cái này thì dễ rồi, chúng ta có rất nhiều cách làm. Mời các con xem.
thì tứ giác này nó sẽ có đầu tiên là xét cái tứ giác B, D, H, F. Thì tứ giác này có góc BDH bằng góc BFH bằng 90 độ do AD và CF là hai đường cao. Từ đó ta suy ra được bốn điểm này cùng thuộc một đường tròn. Chúng ta vận dụng cùng chứa góc. Thì bốn điểm này thuộc đường tròn, vậy suy ra tứ giác BDHF này thuộc nội tiếp đường tròn đường kính BH. Qua đến cái tứ giác thứ hai BCEF thì chúng ta thấy góc BFC bằng BEC bằng 90 độ do CF và BE là hai đường cao mà đề bài đã cho. Không vậy? Và cái cách chứng minh này nó giống như cái cách chứng minh của tứ giác BDHF. Không vậy? Nó cùng đều là 90 độ. Vậy ta có thể ghi chứng minh tương tự cho bài toán chúng ta được ngắn gọn hơn, và có thể ta chứng minh nhiều tứ giác khác. Ở trong đây chúng ta biết rằng có 6 tứ giác, cho nên nếu như chúng ta ghi ra 6 cái tứ giác này, nếu mà gặp bài nào đó kêu liệt kê 6 tứ giác mà chúng ta không sử dụng chứng minh tương tự thì nó có thể dài dòng. Không vậy? Ở đây thầy có thể thầy hướng dẫn tụi con chứng minh tương tự, nhưng nhớ kỹ là cái phép chứng minh nó phải giống như là cái phép chứng minh ban đầu mà chúng ta đã đưa ra. Rồi, sau khi chứng minh tương tự, ta suy ra tứ giác BFEC nội tiếp đường tròn đường kính BC. Bây giờ xác định tâm của nó có đường kính BC rồi, tâm Y này phải là trục điểm của BC. Vậy chúng ta đã xong được câu A. Mời các con đi qua câu B. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh tia DA là tia phân giác của góc EDF. Rồi suy ra tứ giác IDFE nội tiếp được đường tròn. Và bây giờ chúng ta coi. Thì bây giờ chúng ta quan sát cái tứ giác AEDB. Có góc ADB bằng góc AEB bằng 90 độ do AD và BE là hai đường cao. Và đỉnh D và E này cùng nhìn cạnh AB, vậy tứ giác này nội tiếp. Như vậy còn nếu như con nào mà thấy được cái tứ giác AEDB này cũng có thể sử dụng cái cách chứng minh góc AEB bằng góc ADB bằng 90 độ, vậy bốn điểm này thuộc đường tròn đường kính AB, suy ra tứ giác này nội tiếp, thì chúng ta có thể gài vào trong câu A chúng ta chứng minh tương tự. Thì chúng ta qua cái phần B này sẽ ngắn gọn đi một tí xíu. Rồi, đi tiếp tục. Sau khi chúng ta chứng minh tứ giác này nội tiếp rồi thì chúng ta thấy được cái góc D2 này nè, nó chắn cái cung AE. Do chúng ta thầy không có vẽ cái đường tròn này ngoại tiếp của tứ giác AEDB ra, nếu vẽ ra thì hình nó sẽ rối. Góc D2 nó chắn cung AE, góc B1 nó chắn cung AE, vậy hai góc này bằng nhau. B1 bằng D2, hai góc nội tiếp cùng chắn cung AE. Chứng minh tương tự. Lúc này chúng ta thấy BDHF này lại nội tiếp mà chúng ta đã chứng minh ở trong câu A rồi. Vậy góc B1 bằng góc D1 cùng bằng do cùng chắn cùng FH, thì chúng ta không cần phải lý giải dài dòng, chúng ta nói B1 bằng F1, chứng minh tương tự. Từ đó ta thấy được rằng là D1 và D2 cùng bằng B1, vậy suy ra góc D1 bằng D2 hay DA là tia phân giác của góc EDF. Bây giờ chúng ta bước qua phần ý thứ hai là chứng minh tứ giác IDFE nội tiếp. IDFE nội tiếp thì sau khi ta suy ra được DA là tia phân giác của góc EDF, vậy ta suy ra được góc EDF này sẽ bằng hai lần góc B1, do nó bằng hai lần góc D1 mà D1 lại bằng B1, vậy suy ra được là cái góc EDF này bằng hai lần góc A1 cũng bằng hai lần góc B1. Đây ha, DA là phân giác, vậy chúng ta có thể chứng minh được góc EDF bằng hai lần góc B1. Rồi, bây giờ ta xét cái tứ giác BCEF này nội tiếp đường tròn tâm Y, thì cái góc EIF này chính là góc ở tâm chắn cái cung EF, còn cái góc B1 này là góc nội tiếp
chắn cái cung EF. Vậy từ đó suy ra góc E, IF bằng 2 lần góc B1. Liên hệ giữa góc ở tâm và góc nội tiếp cùng chắn cung FE. Từ đây thì chúng ta thấy được rằng là góc EDF và góc EIF này cùng bằng 2 lần góc B1, vậy hai góc này bằng nhau. Mà ở đây ta thấy D và I cùng nhìn EF, vậy tứ giác IDFE nội tiếp được. Như vậy chúng ta đã hoàn tất xong câu B. Mời tụi con bước qua câu C. Bây giờ câu C đó là chúng ta chứng minh PD nhân PI bằng PB nhân PC. Bây giờ thầy đưa hai cái hình này lên. Đến chi vậy? Để chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta chứng minh được cái tứ giác BCEF này nội tiếp rồi, kéo dài EF và BC này ra cắt nhau tại P, thì có một cái bài toán rất ư là quen thuộc. Không vậy là ta luôn chứng minh được PF nhân cho PE là bằng PB nhân cho BC thông qua cái việc chứng minh hai tam giác PBF đồng dạng với PEC theo trường hợp góc góc. Rồi, từ đó ta suy ra được tỷ số đồng dạng và từ đó ta suy ra được đẳng thức tích là PF nhân PE bằng PB nhân BC. Mời tụi con xem bài giải. Xét tam giác PBF và PEC có góc bi chung. PBF bằng PEC. Ở đây thầy quên giải thích PBF bằng PBC. P nè, BF bằng PEC do góc ngoài bằng góc đối chồng. Ở đây thầy thiếu giải thích ha. Thì từ đây suy ra hai tam giác này đồng dạng góc góc, từ đó suy ra được PB trên PE bằng BF trên BC, tích chéo. Ta suy ra PB nhân BC bằng BF nhân BE. Qua đến đây thì chúng ta lại thấy hồi nãy chúng ta đã chứng minh được cái tứ giác IDFE nội tiếp này, kéo dài hai cạnh này ra, ID kéo dài ra và EF này kéo dài ra cắt nhau tại P, thì chúng ta cũng chứng minh được BD nhân cho PE bằng BF nhân cho BE. Và cái cách chứng minh như vậy đó nó giống hoàn toàn cái việc mà chúng ta mới vừa chứng minh PB nhân PC bằng PBF nhân PE. Thì để rút ngắn bài giải, chúng ta có quyền sử dụng chứng minh tương tự, ta nói PD nhân PE bằng PE nhân PF. Vậy từ hai điều này ta thấy rằng PB nhân PC bằng PD nhân cho PE do cùng bằng PE nhân PF. Đó là chúng ta đã làm xong bài này rồi. Cảm ơn tụi con đã theo dõi. Chúc tụi con đạt nhiều điểm tốt. Hẹn gặp lại tụi con. Hân chào.